nha. Hôm nay bếp nhà Xin sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một món ngon nữa, đó chính là món xoài non ngâm chua ngọt. Món này ăn rất là ngon luôn á. Nếu thích á thì các bạn cùng làm với mình. Để làm món này á thì mình có chuẩn bị là 500g xoài non. Xoài nè ở đây á là do mình mua á, nên nhìn nó không có được ngon lắm. Nếu mà nhà các bạn có trồng xoài á thì mình cứ ra vườn thì mình hái vô á, ngâm á sẽ ngon hơn của mình ha. Và đây là vài trái ớt. Ớt này thì chúng mình sẽ cắt ra và bỏ hạt bớt nha. Với 500g xoài á, thì mình sử dụng là 200g đường nâu, 150ml giấm và 500ml nước lọc. Nước lọc này thì chúng mình sẽ nấu nước ngâm nha. 4 muỗng canh nước mắm. Và cuối cùng là khoảng 3 muỗng cà phê muối. Trước tiên thì mình sẽ đi gọt xoài trước nha. Trước khi đi gọt xoài á thì mình cho vào trong thau nước này á là 2 muỗng cà phê muối. Và 1 muỗng canh giấm. Sau đó thì mình khuấy tan lên. Rồi mình sẽ gọt xoài cho vào trong cái tô nước này mình ngâm luôn. Giờ thì mình đi gọt xoài nha. Các bạn sử dụng cái dao bào này nè, mình gọt sẽ lẹ lắm á. Các bạn nhớ là phải gọt đi hết mấy cái phần vỏ xanh này luôn nha. Và mình sẽ gọt lần lượt từng trái cho đến hết. Sau khi gọt xong á thì mình sẽ cắt đôi cái trái xoài của mình ra và bỏ đi cái phần hạt ở bên trong. Và mình cho qua cái thau nước muối này mình ngâm luôn. Sẽ ngâm xoài trong cái nước muối này khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho nó ra hết cái chất mủ và giúp cho xoài của mình nó không còn cái vị chát và nó không có bị thâm đen nữa. Trong thời gian đợi cái xoài của mình nó ra hết mủ á thì mình đi cắt ớt trước. Ớt thì mình sẽ cắt lát mỏng như thế này nè, và một chút xíu nữa mình sẽ bỏ hạt đi bớt. Rồi xoài của mình nó ngâm được 1 tiếng rồi nè, giờ thì mình sẽ vớt ra và rửa sạch lại. Xoài này mình đã rửa sạch rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho xoài này vào ngăn mát tủ lạnh 30 phút để cho xoài của mình nó được giòn hơn á. Hoặc là các bạn có thể cho vào trong nước đá ngâm 30 phút. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu nước ngâm. Cho vào nồi là 500ml nước lọc. Cho thêm 200g đường nâu để cho xoài của mình nó có cái màu vàng đẹp á. Nếu mà các bạn không có đường nâu á thì mình vẫn sử dụng đường cát vẫn được nha. Tiếp theo thì cho 150ml nước giấm vào. Cho thêm 4 muỗng canh nước mắm. Và 1 muỗng cà phê muối. Thì mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này lên. Đun được khoảng 2-3 phút rồi nè. Gia vị nó tan hết rồi đó. Nó cái màu đẹp lắm rồi nè.
Giờ thì mình sẽ tắt bếp và để nguội ha. Xoài này thì mình đã bỏ trong tủ mát 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi nè. Giờ xoài của mình nó cứng và nó giòn lắm rồi đó. Và mình sẽ để xoài ở đây cho nó ráo nước nha. Và chút mình sẽ đem lên xoài đi ngâm. Thì cái hỗn hợp nước ngâm của mình nó nguội hẳn rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho ớt cắt lát vào. Của mình nó gáo nước rồi đó. Giờ thì mình sẽ xếp lần lượt xoài vào keo nha. Xong rồi thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp nước ngâm vào mình ngâm luôn. Đã đổ xong rồi nè. Giờ thì mình sẽ đậy nắp và để yên ha. Xoài này của mình á, để 2 ngày là mình có thể ăn được rồi đó. Xoài của mình là nhìn hấp dẫn kìa các bạn. Thấy đỏ đỏ vậy thôi chứ nó không cay lắm đâu nha. Đây, đây chính là cái hũ xoài của mình. Hũ xoài này của mình ngâm được 2 ngày rồi đó. Và giờ mình sẽ mở nắp ra và mời các bạn cùng xem với mình nha. Các bạn thấy xoài của mình nó hấp dẫn chưa? Mình cảm nhận được cái mùi chua chua đặc trưng của xoài nè. Giờ thì mình sẽ gắp ra dĩa và thưởng thức thử nha. Xoài này thì mình chấm với muối tôm hoặc là muối ớt cũng rất là ngon. Cái xoài của mình nó vàng ươm đẹp tự nhiên chưa nè. Để mình ăn thử ha. Xoài rất là giòn luôn á. Nó có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Ngon lắm các bạn ơi. Nếu mà có thời gian á, hãy làm cho gia đình của mình và bạn bè mà thưởng thức thử nha. Đến đây thì mình đã làm xong món xoài non ngâm chua ngọt này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video này hay, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực để làm các video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.